Xin chào tất cả các chị và các bạn. Hai bố con bé Dương xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem clip trên kênh Em Bé. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, cả nhà bé Dương đang về nhà bà ngoại chơi đây. Trên đường về nhà bà ngoại thì có dừng tại đèo Đá Trắng. Địa điểm này là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng mà các cô chú đi phượt rất là yêu thích. Hôm nay là sáng ngày mùng 2 mà các bạn nhỏ thấy tại đèo Đá Trắng này có rất đông khách du lịch dừng chân để mua bán hoặc là chụp ảnh. Bây giờ bố Dương sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn nhỏ một có thể gọi đây là một cái chợ chuyên bán những đồ đặc sản của những người dân tộc ở vùng này. Đằng này con ơi, bây giờ mình sẽ đi khám phá phiên chợ ở lưng chừng núi này nhá. Dương ơi, nhìn này, đây là những quả trứng gà này cho trong cái giỏ nhìn buồn cười nhỉ. Dương có biết là lọ gì đây không? Lọ gì? Lọ gì? Cái lọ này mà không biết á? Đúng rồi, đây là những cái lọ ớt muối nhìn rất là ngon. Vâng, để cho cháu xem tí ra. Còn phía sau Dương là gì nhỉ? Dương, con biết cái này là cái gì không? Cái này là cái gì? Cái này người ta gọi là cơm lam. Cái này chưa nướng hay nướng thôi em? Nướng rồi. Bên trong bạn, chú đã dóc cái vỏ đi rồi. Vỏ đây bên trong. Cháu đi tham quan chợ một chút. Đây là những bắp ngô nếp. Gì đây? Muối hạt dổi. Đặc sản Tây Bắc. Con thì mở con người không? Không mở được. À, không mở được à? Cái này dùng để chấm cái gì em ơi? Thịt. Chấm thịt. À. Bao nhiêu tiền một lọ đấy? 20.000. Vâng, cho cháu đi tham quan một vòng đã. Trứng thì bao nhiêu tiền một chục? Trứng á? Trứng 50 quả. Một giỏ này 50 quả. 150 có nghĩa là 3.000 một quả. Cái này là cái gì đây? Đây là mắc kén. Hạt mắc kén. Dương ơi nhìn này. Xem trên kênh Tân Hoa Ban có nghe từ mắc kén không? Đây chính là hạt mắc kén đây này. Tiếp tục. Chị chưa xuống chị đóng cửa xem không ra. Sao bên này? Đây là củ gì đây nhở? Đây là củ rong đúng không? Đây là củ gì đấy em ơi? À, củ khoai à, nhìn buồn cười đấy. Nhưng nó thấy củ khoai hình dạng như này bao giờ chưa? Không phải củ gừng, củ khoai ạ. Đây con nhìn thế này. Đây là những cái ống cơm lam đã nướng chín này. Bây giờ chú mới dóc vỏ đi để cho nó khỏi bẩn. Sao cho vào ống dày thế? Đấy còn mỏng đấy, có ống dày hơn đấy. Thế à? Thế anh thấy người ta hay nướng vào ống nứa? Ống nứa nó ở đây không có, với lại nó kém hàng lắm. À. Ở trên này thì có màng nhiều hơn. Thơm hơn nữa. Vô đây ngon không? Thịt nướng này. Đây này, như này những cái hạt đen đen là hạt mắc khén, mai bố giới thiệu cho con đấy. Đúng mắc khén không cô? Mắc khén đấy ạ. Món thịt nướng của người dân tộc thì đặc biệt là có mắc khén, hạt dổi, đúng không? Tiếp tục. Đây Dương ơi, con biết chai này chai gì không? Chai này con biết là chai gì không? Đây là mật ong. Một chai là bao nhiêu tiền em? 150. Chai này chai 65 nhỉ? Quả đây biết đâu có bưởi. Khoảng hơn 300.000 một lít. Đây là sâm cau. Sâm cau. Dùng để ngâm rượu hay là dùng để ngâm rượu vậy? Cảm ơn em nhá. Tiếp tục về phía bên này. Trời ơi. Lỡ thế không? Tại là Dương ơi.
Hôm nay mới là ngày mùng 2 Tết thôi nên một số cửa hàng là chưa mở cửa. Chào cô nhá. Con nhìn này, Dương anh nhìn này. Chào cô. Vâng, ăn thịt không? Vâng, cháu đang đi chơi chợ tí ạ. Vâng, đây là ăn thịt nhá. Một nồi trứng rất là nhiều đang được bác bán hàng luộc. Trứng sống thì 3.000 một quả, trứng chín thì mấy nghìn? 5.000. 3.000 trứng sống chín là 5.000 ạ. Vâng. Đây cả ra đường dây. Tiếp tục. Dương ơi, đố biết rau gì đây? Rau. Rau cải núi nhìn ngon nhỉ? Chính vì lúc này mới là sáng ngày mùng 2 nên một số cửa hàng còn đang đóng cửa nên mặt hàng ở đây nó cũng chưa được đa dạng lắm. Bây giờ cả nhà bé Dương này tiếp tục hành trình quãng đường còn lại để lên nhà bà ngoại chơi. Từ đây về nhà bà ngoại bé Dương còn khoảng 11 cây. Hơn 20 km nữa. Không, 14. 14 sao mới hết được con? Cái biển. À phải, đấy là Mai Châu. Một địa điểm không thể bỏ qua mỗi khi các bạn lên thị trấn Mai Châu. Đó là điểm cột cờ Mai Châu. Cái đường kia mình đi. Một lát nữa thì các bạn nhỏ sẽ biết tại sao bố Dương lại nói là không thể bỏ qua nhá. Bây giờ hai bố con bé Dương đang đi bộ về phía cột cờ đằng kia. Vị trí này cách thị trấn Mai Châu tầm khoảng 5-6 km. Sắp đến rồi. Đứng ở đây các bạn nhỏ có thể nhìn xuống phía dưới đường, rất là đẹp. Ừ, to chứ à. Lúc bố cho con, bố bế con lên đây xong rồi cho chúng con bố chỉ với con là nhà bà đi. Xin mời các bạn nhỏ hãy ngắm nhìn thị trấn Mai Châu từ trên cao nhá. Đứng tại đây mình có thể quan sát được toàn thể thị trấn Mai Châu. Cái đường kia vào nhà bà kìa. Ôi cái đường kia vào Tiền Phong kìa bố. Không phải ở đấy đâu con ơi, Tiền Phong tận dưới kia mà. Đằng tay bố chỉ này. Cuối con đường kia là chỗ bà ngoại. Chỗ này là xóm khác. Chỗ này là xóm mình đi qua xong rồi là đi đường kia đúng không bố? Ừ. Cái chợ đâu nhỉ bố? Cái chợ đâu? Chợ á? Ừ. Ở đây không nhìn thấy. Bây giờ bố sẽ zoom gần lại cho các bạn nhỏ quan sát thị trấn Mai Châu nhá. Quá. Cái đường là vào nhà chị Thùy để bố. Ở đây không thể nhìn thấy con ạ. Không, cái đường là vào cơ. Ở đây làm sao nhìn thấy được, nó xa ấy. Đây là con đường uốn lượn quanh co dẫn tới thị trấn Mai Châu này. Nhìn quá đẹp luôn. Mai Châu nhiều nhà để bố nhỉ. Bây giờ bố sẽ zoom gần để cho các bạn nhỏ dễ quan sát nha. Nhìn xa thì như một cái thành phố Hòa Bình luôn. Hôm nay trời nắng nên không có sương mù. Bố ơi bố, nhìn như cái thành phố Hòa Bình đấy. Con chỉ nhìn cho. Đứng tại vị trí này thì nhìn xuống đường kia rất là đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Được chưa? Thôi mình sẽ tiếp tục hành trình đi về thăm bà ngoại.